Chào mừng anh chị nhà đầu tư đã trở lại với chương trình họp đại hội cổ đông 2024 của Asiafin Việt Nam. Hiện tại đây tôi đang đứng tại trung tâm hội nghị quốc tế, nơi mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ diễn ra cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của ngân hàng Techcombank. Vậy thì cuộc họp đại hội cổ đông của ngân hàng Techcombank sẽ diễn ra như thế nào? Có những nội dung gì đặc biệt? Định hướng chiến lược trong giai đoạn tới của ngân hàng này như thế nào? Xin mời anh chị hãy cùng theo chân Asiafin, chúng ta cùng khám phá cuộc họp đại hội cổ đông này nhé. Press, and thank you very much for coming. And what I'm intending to do over the next 20 minutes is to give a short review of the performance of 2023, as well as what we're intending to do in 2024. And then we'll ask my colleague Sun Ming, who is the chairman of TCBS, to share maybe for 15 minutes a little bit more details on our securities company, given the fact that wealth management is such an important pillar of our strategy. So let me start first, and I will keep it very short and talk about three points first. What was really the performance in 2023? What did we do in terms of the strategy execution for the period of 2020 to 2025? And what are we intending to do for 2024? So let us start with, let me start in saying 2023 was not the easiest year. I think when we gave the guidance in this AGM a year ago, we basically said that probably this would be a year with a lot of headwinds, and that we would start managing through these headwinds, that we would probably see a rough start to 2023, but that the beginning would not be exactly what the year would end up. So we were actually expecting a better half in 2023, and that's exactly what happened. So through that, I think it's fair to say that we still manage the bank to be in a very, very good shape. So we are in one of our key strategic thrusts, which is actually CASA. We are back to 40% roughly. And when it comes to the overall ratio of NFI, which is probably critical in order to achieve superior return on assets, and we are still the number one in terms of absolute non-fee or fee income, but also in the ratio of fee income to overall TOI, we're the market leaders. Our asset quality, which was a lot of concerns, and there are a lot of analysts out there who are basically having these concerns, has held up very, very strongly. And we are amongst the best performing banks in the country. At the same point in time, we did very well with our customers. We increased our customers by 2.6 million, a number we've never seen beforehand. And also, when it comes to customer satisfaction, we're number two in the industry. So despite all these headwinds, we actually performed very well. So what I try to do is to give you a little bit an idea how that manifests itself in the numbers. So first one is, GDP, FDIs, all the key macroeconomic indicators, if you see the first half of 2023 and you see the second half of 2023, are looking very different. So the GDP growth was only 3.7%, which was then coming to 6.1% in the second half. And you can go through all these different elements. On average, you actually saw an uptick. And that's even more stark when you look into some of the numbers which are important for banks. So, and it all started actually with the development of the interest rates. If you see on the top of the chart, you see the deposit interest rates, which after the crisis of SCB, were really start skyrocketing thanks to the intervention of the SBB, thanks to the liquidity management and all that, these interest rates were actually coming down quite significantly. So you see that basically 300 basis points over the year moving down. And what that did is, it did a couple of things. So first one, you see actually that in the beginning, deposits as well as interest rate, as well as credit spread actually relatively slow. But then in the second half, especially in the last quarter, you saw this very, very steep growth coming in.
If you see areas like real estate, bond, the first half was actually a massive shrinkage, a massive contraction from where it started coming all up. Real estate market drop, coming back. The only area which still is actually under pressure is bank assurance. And for us, as a key player in the wealth market, bond market, and bank assurance, real estate market, it's very clear that this actually had an impact. So the first half being such loaded with headwinds, it was very hard to come out of it and make it all up in the second half. And because we were seeing that, we knew that this was happening, this is actually what we guided at the beginning of last year. So the overall performance still is actually very strong. So if you see in terms of total credit, we are well ahead of our peers when it comes to our NIM. Yes, it came down, but we're still industry leading on the NIM side. Customer deposits were actually going up quite high. Our cost of funds, which were increasing clearly, but still below what the industry has. And then the only one which actually came down but was within the guidance was the profit before tax, which we were setting at 22.9, still 4% above the guidance. But as I said, it was very clear how this year would be planning out. And overall, I think the bank actually performed very, very well in that environment. So just to give you a couple of more numbers, you see the credit growth. At the same point in time, deposits, there were a lot of questions around CASA. Is CASA coming back? You see that last year, we still grew CASA 37%, well above the other forms of funding, which actually means that our CASA ratio was going up. And at 40%, roughly where we are right now, we're still somewhere at a toss with the market leaders, which is somewhere between military bank and ourselves. But again, it provides a very, very good funding base and also strategic flexibility for what we want to achieve this year. In terms of customers, you see that on the customer side, usually we were running around 1 million customers per year. This year, or last year, we actually increased it by 2.6 million. Key of that was actually our partnership with the WinLife ecosystem, which added more than 1 million additional customers, and all of these customers were actually acquired digitally at the core. When we look at NFI, which is, as I said, one of the key ingredients why we are having the profitability and the high return on assets, our overall numbers, even in that environment, if you think about bank assurance under pressure, bond market under pressure, we still grew it by 10%. Which means actually that we have a very, very robust, diversified income base, which allows us actually to continue on that path. Overall, we have 14% market share on NFI. If you take our overall asset or credit book, it's probably only 5%. So we are doing exceptionally well on that side. And again, we want to continue on that area. Risk management, probably the most important piece last year, and I spoke here last year, said that probably is the most important thing we need to keep under control, which is the risk in our book. You see actually that we perform very well. There are a lot of things coming from and systems we have put in place, processes and all of this, but if you take and look at through the results, our NPL is standing somewhere at 1.2% versus the industry median of 2.0%. Our credit cost is roughly at 0.8%, and our loan loss reserves are over and above 100%. So despite all what analysts looked at, despite of a lot of anxiety in the real estate market, and we are very much exposed to the real estate sector, our choices of where to compete, which customers to go, where to lend, actually has paid off very, very well over the last year. And again, as we go forward, you will actually see that we are pretty confident that this will continue to be the case. When it comes to balance sheet strength, when we look at our capital adequacy ratio, when we look into our financing, when it comes to loan to deposit ratio, when it actually comes to areas like
the medium to short term to medium term medium lending ratio, you see that all of them are actually well below the requirements of SPV, but they are also actually leading in a lot of areas in the market, especially when it comes to capital. We're still probably the most well-capitalized bank. What happened is you see a slight decrease. There was a lot of growth in the last quarter of 2023, where there was a massive spike, because we actually really wanted to take full advantage of that. We lent a lot, because the profits are only attributed at a later stage. This number basically came down, but we're expecting it to go back to 15% core tier one, which is where we are feeling comfortable, and again, which would be putting us well ahead of the competition in Vietnam, but which is also actually in line with ASEAN averages. All of that, and again, I don't go through all of these, but I think what is important, it's not just recognized by our peers, competitors, but actually also others, when they look into the bank, there are a lot of awards, a lot of firsts to our name. And again, I think that should give you comfort that this bank is actually on the right track. And again, what we will show and release is that in 2024, recently, there's a lot more of these accolades coming in. Not that it's important, but I think for us, it's just an external benchmark to make sure that we know that we are on the right track. So the performance, yes, it was a difficult year, but it was managed according to the expectations, in some of the areas actually better than the expectations. But what I believe in the strategic heights, we set this out as the four pillars for our strategy and or milestones to achieve under 2025. CASA ratio of 55%, just saying we are having a funding position which allows us to compete wherever we want to compete. I had a high NFR TOR ratio, because that means we are not just providing balance sheet, but we're providing a large set of banking services. Target return on equity, because we really want to make sure that we are deploying capital very effectively. And that should result in a market capitalization which would be rewarding for the shareholders. And in order to do that, we basically said there are three things we want to do. We want to reinvest in digital and technology, we want to invest in data, we want to invest in people in order to create new value propositions, new offerings for our customers. And for that, over this period of time, we basically said we want to invest more than $500 million. So every year, more than $2 trillion in just technology beside our assets. So what do we do? First one is, I think we are pretty much done with the transformation of our whole technology technology stack. I think we are roughly 2 to 3 years ahead of everyone else in the industry. There's always a lot of questions, so what are the benefits? What's coming out of it? Can you describe it? And so I started to put a couple of numbers in so that you just get a feeling. First one is, at this point in time, 33% of all our profits are coming purely from digital channels. And digital channels calculated in the most conservative way. That means whenever one of our customers at any point in time would touch a branch, we would not count that in this number. So 33% is completely digital. So that is a number which probably starts getting close to the best that we can see in any market globally. Secondly, whenever we are serving the customer through this new technology, our cost income ratio is around 10 to 15% lower. And not 10 to 15%, like out of 35, 10% could be 3%. It's really 10 to 15% lower. So the bank right now roughly has a CI ratio of 35%. If we were just doing only on that, we would actually be at 20%. And the last one, which I think is probably most important, is we interact on average with our customers 50 times a month. And so 50 times a month, a customer comes to us, we learn about the customer, we understand what this customer is actually really doing. And why is that important? It comes to the next section, which is the data. We invested
a lot of money on the data side. And I think while we're ahead on the technology side, on the data side, we are even more ahead. A lot of these things right now, if we're benchmarking this, is probably really state of the art. You would find it very hard to see any other bank in the whole of ASEAN, probably even globally, to come up with these kind of solutions. So we are storing right now around 2 petabytes of data a bit. We've tried to translate it. It's roughly 500 million pages of documents. Every day, we're recording 5 billion records. A customer right now is described with roughly 1,000 attributes. And probably by the middle of the year, we will go to around 3,000 to 4,000 attributes. And all of this allows us to understand our customers much, much better, which then translates into real value. So right now, usually, a lot of banks would say, okay, we have, let's say, the affluent and then the mass affluent and the mass customers. Right now, we are already starting to have around 100 segments, which we will be treating very differently. When we run certain campaigns on the back of that technology, we have an uptake of 700% how customers respond to us. And we probably send right now around 200 million messages just over the last 2 or 3 months to customers to inform them about services. So a lot of these things are completely new capabilities which allow us to run our business very differently. People. Again, people are at the bottom, at the core of all of this. We, again, getting rewarded and appreciated as one of the best places to work. We really trying to find the best people in Vietnam, overseas, Vietnamese, non-Vietnamese, returning Vietnamese, in order to create the best bank to serve our customers. And we create a lot of new products. For a long time, we actually were probably a little bit behind, but right now, just in 2023, all these things came together to start creating new value, new offerings, better offerings, which is appreciated by our customers. So that is the NPS score. What are customers recommending us to their friends, to their families, which is one of the highest scores in the industries, but the other one is also our brand. Techcom Bank, as a brand, is one of the most valuable banking brands in the country on the basis of that. And even more encouraging, what it allows us actually going forward, we can scale the business very differently. So just over the last 3 years, maybe some ideas, as I said, we increased the numbers from 2020 to 2023, just basically by 2.6. At the same point in time, the number of employees were actually flat. So we're serving more and more customers with the same amount of people, which actually reduces the cost to serve. But most importantly, if you look into the last one, the income per employee, just over the last 3 years, even here when we had the most difficult headwinds, is still going up by 150%. So as we go forward, as we have all this in place, right now it's just a question to have better product, better solutions, and bring these to our customers. So therefore, just to give an idea of how we look at 2024, I said it is 2023 is a tale of two halves. The first half very muted, but the second half going up, and we think actually we'll continue on that momentum. So we believe we will be seeing a 6% GDP growth, which is in line also with the guidance of the government. We think that's actually doable, but you also see that the secular trends are still completely intact, even with all these noises. We have a very young population. We actually have a high digital adoption, one of the highest in the world. And we have people who are becoming more affluent. And so as they become more affluent, they need more banking products. And just to give an idea, there's a curve, and I think that's universally true, which just says, as country becomes richer, as country becomes more affluent, people will use more banking services. And already, when you see Vietnam, which is one of the dots, but already in Ho Chi Minh City and Hanoi, which is a little bit different, you see that probably in 2030, in Hanoi and Ho Chi Minh City, you will be at the levels which are probably even higher than Malaysia today.
all time. So we will be in a very, very different in a very different banking environment, and all of that will say, do you have a mortgage? Do you have an insurance? Do you have a bond? How are you investing your money? And I think that is where we want to be. And I think that is also why we thought we show and give you a better insight into TCDS, which is one of the key companies in the country which is really leading that effort. So I think we are very well positioned. We will continue on what we are doing in the past. We will make sure that we secure our funding base, which is probably, and even shown during the turbulent times of SCD, the most important piece is stable funding. So that's one. The second one is we want to make sure that credit quality stays as high as it is right now. We will continue to be very prudent in where are we lending. We will start diversifying the book. We will go deeper into retail customers. We will deeper go into SME customers. But we will always make sure that we actually safeguard the quality of our book. That is absolute paramount, and we will not deviate from that. And the last one is, as I said, we will actually continue to look and making sure that we get fee income, other products, not just lending products, because as this country matures, as our customers become more wealthy, they need more support in managing their wealth. So therefore, what we propose to the AGM as profit target for the year is 27.1 trillion, which would be an increase of roughly 18%. Of course, the management team will work very hard to make sure that this is the lower boundary. And again, as I said, given the second half of 2023, we are very, very confident that we can achieve and actually surpass this number. In total credit, that will depend on what would be granted by SVB at this point in time. We shoot at roughly 16%, but again, that can change during during the year. And then, of course, deposits, all the other elements will be in line with the credit growth in order to make sure that we fulfill all the improvement ratios I've talked about beforehand. Last but not least, the NPL should be staying below 1.5%. We're about now, right now, at 1.2%. Again, I think we're very, very comfortable that we can actually achieve these targets. And again, that would put us in a very, very good stead compared to the rest of the banking industry, and would get us also closer to the targets we have set out for 2020-2025. Một số người hỏi tôi là Wealthtech là gì? Thì phân tích là Wealthtech là từ ghép của hai từ Well tức là gia sản, là quản lý gia sản, là tích lũy gia sản, và Tech là technology, là công nghệ. Và việc là chúng tôi áp dụng công nghệ vào phục vụ khách hàng, áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh thì đó là Wealthtech. Và Wealthtech đã luôn là cái định hướng của chúng tôi trong nhiều năm qua. Và trong nhiều năm qua thì TCDS luôn có một cái mục tiêu lớn, một cái khát vọng lớn. Chúng tôi muốn trở thành nhạc trưởng của dòng chảy vốn. Chúng tôi muốn đạt được vốn số 5, 5 triệu khách hàng, 5 sản phẩm cho một khách hàng, 5 ngàn tỷ lợi nhuận và 5 tỷ đô vốn hóa. Thì TCBS thật ra là có một cái may mắn rất lớn khi mà khởi đầu chúng tôi là thành viên, là công ty con của Techcombank, và chúng tôi đã thử được rất nhiều cái lợi thế từ ngân hàng mẹ, từ cách quản trị công ty, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, sự thận trọng của một ngân hàng lớn, một ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng mà đồng thời thì chúng tôi cũng nhìn ra thế giới, và chúng tôi cũng học hỏi từ các công ty công nghệ, các công ty mà có tốc độ tăng trưởng rất cao trên thế giới, để từ đấy kết hợp cả hai cái tốt nhất, cả hai cái tinh hoa nhất để tạo cho TCBS một hướng đi khác biệt, một hướng đi rất độc lập, một hướng đi sáng tạo và một hướng đi đầy hiệu quả. Thì hiện nay TCBS ở đâu? TCBS hiện nay đang là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong ngành chứng khoán. Chúng tôi đứng số 1 về rất nhiều chỉ tiêu kinh doanh. Chúng tôi đứng số 1 về số lượng khách hàng, đứng số 1 về gia sản, tài sản khách hàng tại TCBS. Chúng tôi đứng số 1 về giá trị thương hiệu và đứng thứ nhất về lợi nhuận.
về vận hành, về năng suất lao động cũng như là công nghệ và dữ liệu, chúng tôi cũng là số 1. Và tại các mảng kinh doanh chính của TCBS như là trái phiếu, hiện nay chúng tôi có khoảng trên 50% thị phần, đứng số 1. Chúng tôi đứng số 1 về cho vay ký quỹ và đứng số 3 về giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Trong suốt 10 năm qua thì TCBS tăng trưởng khoảng gần 40% một năm. Doanh thu và lợi nhuận chúng tôi đã tăng trưởng khoảng 20-30 lần, trong khi tài sản khách hàng quản lý tăng trưởng gần 300 lần. Thì ngoài ra thì cái mảng kinh doanh của chúng tôi cũng bắt đầu được đa dạng hóa hơn. Nếu trước đây phần lớn doanh thu và thu nhập của chúng tôi từ tư vấn phát hành, thì bây giờ nó là quản lý gia sản, nó là dịch vụ chứng khoán ngoài việc tư vấn phát hành. Thế câu hỏi ở đây là chúng tôi đã làm gì, TCBS đã làm gì và chúng tôi đã có những chiến lược gì để đạt được cái thành quả ngày hôm nay. Thì xin được bắt đầu từ bức tranh của Việt Nam và xin bắt đầu từ cái đồ thị của anh Diên để nói rằng là Việt Nam với cái tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay thì Việt Nam chúng ta đang dần dần bắt kịp các nước trong khu vực. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là người Việt Nam sẽ càng ngày càng giàu hơn. Và vì người Việt Nam càng ngày càng giàu hơn thì có một cái xu hướng tất yếu cũng giống như các nước khác trên khu vực là họ sẽ bắt đầu đa dạng hóa gia sản đầu tư tích lũy của họ. Họ sẽ đầu tư nó không còn chỉ là vàng, là bất động sản, là tiết kiệm, mà nó sẽ có thêm cả trái phiếu, nó sẽ là cổ phiếu, quỹ đầu tư và nhiều tài sản khác. Thì cũng giống như ngân hàng mẹ, TCBS nhận thấy điều đấy và chúng tôi đã bắt đầu bằng việc tập trung vào nhóm khách hàng affluent, tức là nhóm khách hàng trung lưu và giàu có tại Việt Nam khi bắt đầu khởi đầu. Đây là nhóm khách hàng mà hiện nay chỉ đại diện dưới 20% dân số, nhưng mà nó đang đại diện cho khoảng 80% wealth tại Việt Nam. Và chúng tôi sử dụng công nghệ và dần dần mở rộng dịch vụ của mình sau nhiều năm để đi xuống những cái thấp hơn là Việt Nam. Nhưng mà đồng thời, như lúc nãy tôi đã nói, thì người dân Việt Nam ngày càng giàu hơn và nó sẽ tạo ra là tất cả những hầu hết những cái khách hàng ở phân khúc dưới cũng sẽ dần dần chuyển lên cái nhóm affluent, tức là nhóm trung lưu tại Việt Nam. Và bản chất như thế, tức là TCBS đang sẵn sàng để đón đầu cái cơ hội trong sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong nhiều năm tới. Thì để phục vụ khách hàng trên, để phục vụ những cái phân khúc trên thì có ba cái chiến lược mũi nhọn trọng tâm mà TCBS đã hướng đến để tạo sự khác biệt. Nó là sản phẩm khác biệt, nó là dịch vụ và bán hàng khác biệt, và nó là nền tảng xuất sắc. Cái sản phẩm khác biệt là gì? Khác với rất nhiều công ty chứng khoán khác, khi mà họ chủ yếu tập trung vào mảng giao dịch cổ phiếu chứng khoán, thì đối với chúng tôi nó là wealth. Miếng bánh của chúng tôi và sân chơi của chúng tôi nó rộng hơn nhiều. Nó không chỉ có cổ phiếu mà nó là trái phiếu, nó là quỹ đầu tư và rất nhiều sản phẩm đầu tư khác. Và hiện nay thì sau nhiều năm thì TCBS đang có một cái nổi tiếng trên thị trường là thường là những người tiên phong, là những người rất sáng tạo để đưa ra những cái giải pháp mới, những cái sản phẩm mới phục vụ cho khách hàng trong mảng wealth này. Có thể nói như ví dụ như là iCopy, có thể nói như là cái nền tảng giao dịch trái phiếu iConnect, hoặc thì Robo Advisor, hoặc là cái việc mà chúng tôi sử dụng blockchain vào trong giao dịch trái phiếu cũng là tiên phong trên thị trường Việt Nam. Thế điểm thứ hai là bán hàng và dịch vụ khác biệt, thì lại cũng khác với các công ty chứng khoán khác, khi mà họ có một cái đội ngũ hàng trăm nhân viên môi giới, hàng ngàn nhân viên môi giới, thì tại TCBS chúng tôi không có nhân viên môi giới. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào hai mũi nhọn chính, hai lợi thế chính của mình. Cái thứ nhất là chúng tôi tận dụng được cái ngân hàng mẹ và các chi nhánh làm kênh giới thiệu khách hàng. Và mặt khác thì chúng tôi tập trung chú trọng vào việc xây dựng nền tảng online, 100% giao dịch online, và đặc biệt là nền tảng TCBS, nơi mà
nhà đầu tư đến có thể đầu tư vào rất nhiều sản phẩm khác nhau của Well. Không chỉ có cổ phiếu mà là trái phiếu, là quỹ đầu tư và rất nhiều sản phẩm đại diện khác. Và thành quả là gì? Hiện nay thì 99%, chỉ trên 99% là khách hàng mở tài khoản online tại TCBS, và cái số lượng cũng như giá trị giao dịch online tại TCBS là đã tăng 50 lần trong 7 năm nay. Và điểm thứ ba luôn luôn là cái yêu thích và cái tập trung của Techcombank cũng như là TCBS là chúng tôi tập trung vào xây dựng những cái nền tảng xuất sắc. Và bạn có ba cái nền tảng trọng tâm và chính mà TCBS đã theo đuổi trong nhiều năm nay. Đấy là nhân sự xuất sắc, đấy là công nghệ xuất sắc, và đấy là dữ liệu xuất sắc. Thế thì nhân sự xuất sắc là gì? Như lúc nãy tôi đã kể là thật ra TCBS đã học hỏi được rất nhiều từ các unicorn, từ các công ty công nghệ lớn trên thế giới. Và đặc biệt một trong những cái mà chúng tôi học hỏi được là cách làm việc Agile. Thế thì Agile là gì? Agile bản chất là chỉ là một cái cách làm việc hiện đại. Nếu mà tại một cái môi trường truyền thống, tại một công ty truyền thống mà quý vị có thể thấy thì hầu hết là họ tổ chức theo các phòng ban mà các nhân viên của các phòng ban ngồi tập trung với nhau. Ví dụ phòng IT, ví dụ phòng kinh doanh, hoặc là ví dụ phòng marketing. Với cách làm Agile thì chúng tôi phi tập trung hóa gần như tất cả các phòng ban tại công ty. Và cái cách mà chúng tôi làm là tổ chức thành những cái đội nhóm mà chúng tôi gọi là Squad hay Scrum, để mà từ đấy là tất cả các nhân viên, hầu như là mỗi cái nhóm như thế thì các nhân viên của các phòng ban đều ngồi chung với nhau, làm việc với nhau hàng ngày. Các bạn công nghệ ngồi chung với các bạn tài chính, các bạn nghiệp vụ để mà làm việc hàng ngày với nhau. Thì cái hay của cái mô hình này là gì? Cái hay của cái mô hình này là sau một thời gian khi mà các bạn ngồi chung với nhau như thế thì cái kiến thức giữa các bạn sẽ được truyền tải cho nhau và chuyển đổi cho nhau. Các bạn công nghệ sẽ hiểu sâu hơn về tài chính, về nghiệp vụ, và ngược lại thì các bạn nghiệp vụ ngày càng hiểu rộng hơn về tài chính, các bạn nghiệp vụ thì ngày càng hiểu rộng hơn về công nghệ, và dẫn đến chuyện là gì? Dẫn đến chuyện là họ trở thành những con người hỗn hợp, những con người mà hiểu cả tài chính và công nghệ. Và chúng tôi hay gọi là ví dụ như là Well Technologist, Financial Technologist, Marketing Technologist. Nếu mà bạn đi ra thị trường tuyển dụng để tìm những con người này thì cực kỳ là khó khăn. Hiện nay TCBS có khoảng hàng trăm nhân sự như vậy. Hàng trăm nhân sự đang làm việc tại TCBS là những con người fintech, là những người Well Tech thực sự. Dẫn đến chuyện là năng suất của chúng tôi tăng lên một cách kinh khủng. Tức là sau nhiều năm thì hiện nay là mỗi năm chúng tôi go live những cái dự án mới, các scrum team go live những cái dự án, hàng ngàn dự án mỗi năm lớn đó. Và tại TCBS thì thứ sáu cuối giờ giao dịch hàng tuần dưới là một ngày hội go live, khi mà các scrum team họ xếp hàng để đưa những cái sản phẩm, những cái dự án, những cái tính năng mới của họ ra phục vụ khách hàng, phục vụ người bộ. Thì cái việc ngồi chung như thế và làm việc chung như thế thì dẫn đến chuyện là chúng tôi có độ gắn kết cao hơn. Và TCBS hiện nay rất tự hào được gọi trên thị trường như là một lò đào tạo CEO. Khi mà hiện nay rất nhiều đồng nghiệp của chúng tôi, hiện nay đang là CEO hoặc là giám đốc điều hành nhiều công ty tài chính khác, nhiều công ty chứng khoán khác. Đến thứ hai là công nghệ xuất sắc. Công nghệ xuất sắc là gì? Thật ra là có ba cái gọi là sự làm chủ mà chúng tôi luôn luôn kiên định theo đuổi. Cái thứ nhất là làm chủ về công nghệ cao. Gần như trên thế giới có những gì công nghệ cao mà có thể áp dụng được cho kinh doanh là chúng tôi mang về học hỏi và làm chủ. Làm chủ ở đây không đơn thuần là chỉ biết hoặc là chỉ mua, mà làm chủ ở đây là chúng tôi có thể xây dựng được rất là nhiều cái ứng dụng trên cái nền tảng công nghệ mới đấy. Có thể nói như là blockchain, có thể nói như là BBM, có thể nói rất nhiều cái công nghệ khác mà chúng tôi đã mang về, Copilot và gần đây.
Và cái việc làm chủ thứ hai là làm chủ về công nghệ lõi. Hầu như tất cả các công nghệ lõi, những cái bí quyết của TCS là được xây dựng tại TCS bởi chính tôi không mua từ bên ngoài. Và vì làm chủ công nghệ này nên nó đảm bảo được là chúng tôi có sự chủ động và linh hoạt nhanh nhất trong kinh doanh cũng như là trong việc đưa ra những sản phẩm mới trên thị trường. Và cái thứ ba là làm chủ về nhân sự, làm chủ về nhân sự fintech như lúc này đã nói. Thì hiện nay gần như 90% quy trình của CBS là được chủ động hóa với việc làm chủ công nghệ này. Dữ liệu xuất sắc thì công việc cũng rất là giống như là công nghệ chúng tôi tự học hỏi, tự mang về và tự làm chủ các nền tảng về dữ liệu để đảm bảo phục vụ cho ba sự thấu hiểu khách hàng. Chúng tôi muốn hiểu càng sâu khách hàng để đưa ra những cái sản phẩm phù hợp nhất với những cái khẩu vị của từng khách hàng. Hiểu nội bộ, hiểu bản thân, chúng tôi muốn hiểu chúng tôi hơn để mà ra được quyết định đúng hơn, ra được những cái quyết định cho kinh doanh kịp thời hơn. Và cái thứ ba là hiểu thị trường, khi mà chúng tôi muốn mang tổng hợp các thông tin đưa đến cho khách hàng một cách chính xác nhất và đầy đủ nhất để giúp họ quyết định được những cái cơ hội đầu tư tốt nhất. Thì với ba cái nền tảng như trên thì thật ra nhân sự chúng tôi tăng chủ yếu trong khoảng 5 năm gần đây, không phải là nhân sự vận hành, chủ yếu là nhân sự các kỹ sư công nghệ cũng như là kỹ sư khoa học dữ liệu. Khách hàng chúng tôi tăng khoảng 40 lần trong 7 năm qua. Nhưng mà khách hàng càng tăng thì chi phí trên một khách hàng chúng tôi càng giảm. Nếu mà trước đây khoảng 7 năm trước chi phí tôi nhớ cho một khách hàng của chúng tôi khoảng $300 một khách hàng, thì hiện nay nó chỉ là $20 cho mỗi khách hàng mỗi năm. Và vì lý do đấy cũng là cái động lực chính mà tại sao TCS quyết định miễn phí giao dịch chứng khoán từ năm ngoái. Mặc dù vậy thì lợi nhuận trên mỗi khách hàng, lợi nhuận cho từng nhân viên vẫn tiếp tục tăng trong nhiều năm. Và chúng tôi tăng cao hiệu suất, năng suất làm việc cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành, các đồng nghiệp cùng ngành, các công ty chứng khoán khác về chi phí trên kinh doanh, về biên lợi nhuận ròng hay là năng suất của mỗi nhân viên. Và TCBS cũng được ghi nhận và đánh giá bởi rất nhiều tổ chức trên thế giới, cả về wealth lẫn về công nghệ lẫn về tech. Thế thì cuối cùng thì câu hỏi đặt ra là chúng tôi sẽ làm gì, những cái chiến lược của chúng tôi là gì trong tương lai. Bản chất nó chỉ có ba cái mà chúng tôi tập trung trong những năm tới. Cái thứ nhất là về sản phẩm. Chúng tôi tiếp tục với cái sự tiên phong và cái sự dẫn đầu của mình trong rất nhiều mảng sản phẩm wealth. Chúng tôi tiếp tục mở rộng sản phẩm ra càng nhiều hơn để giúp khách hàng tại Việt Nam có thêm càng nhiều những cái cơ hội lựa chọn và phân bổ tài sản của họ hơn. Cái thứ hai là cá nhân hóa trải nghiệm. Bản chất khi mà cái nền tảng công nghệ và nền tảng dữ liệu đã được xây dựng vững chắc thì bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn cá nhân hóa hơn những dịch vụ của mình, đưa đến từng sản phẩm cho từng nhu cầu, từng khẩu vị rủi ro của từng khách hàng. Và dần dần một số cái dịch vụ sẽ dần cũng sẽ được xã hội hóa trong tương lai. Và cái cuối cùng là kết nối. Kết nối ở đây, cái mô hình kết nối giữa Techcombank và TCBS đã là một cái mô hình rất thành công và mang đến rất nhiều thành công cho TCBS trong những năm qua. Thì chúng tôi muốn nhân rộng mô hình này. Hiện nay chúng tôi đang bắt đầu kết nối với rất nhiều tổ chức khác, những công ty tài chính khác hoặc những hệ sinh thái khác để dần dần tiếp tục mở rộng thị phần, mở rộng sân chơi và nâng cao được hiệu quả và nâng cấp thành công. Xin cảm ơn. Hiện nay thì trong cái phần là báo cáo của anh Yin Lutner và ban điều hành ấy, thì các quý vị đã có được cái phần liên quan đến ấy, là cái tình hình kinh doanh và định hướng của Techcombank năm sau, vậy năm 2023 và thị trường. Cái phần báo cáo của quản trị thì các quý vị cũng thực hiện đầy đủ tài liệu. Thì tôi cũng xin bổ sung một số ý chính thôi. Thứ nhất là quý vị biết là cái năm 2022 và 2023 là cái năm rất là khó khăn của thị trường thế giới nói chung,
và của Việt Nam nói riêng. Thì trong 2 năm đó thì Đức Công Bang cũng là một cái ngân hàng này gặp rất nhiều những cái khó khăn, nhất là trong những lĩnh vực kinh doanh thì Công Bang rất là mạnh, đó về những lĩnh vực về về những cái phân khúc khách hàng, ví dụ như khách hàng về affluent hoặc là những cái lĩnh vực kinh tế như là bất động sản. Thì và trong cái thị trường về sản phẩm đầu tư tài chính. Thế nhưng mà trong suốt 2 năm qua thì lúc mà khó khăn như vậy thì Đức Công Bang đã chứng minh được năng lực về khả năng của quản trị rủi ro của mình. Thì một số cái tin mà các quý vị cũng biết là trong cái thị trường về trái phiếu ấy, Đức Công Bang này đã không để bất kỳ cái trái phiếu nào mà quá hạn về lãi và gốc. Và Đức Công Bang đã làm rất tốt trong cái việc để đảm bảo cái an toàn cũng như là cho những khách hàng của mình. Rồi trong cái song song với việc đó thì những cái đầu tư vào vào cái công nghệ, đầu tư về data mà các quý vị cũng đã được nghe quảng cáo ấy, thì đã giúp cho Đức Công Bang này là hàng ngày là giảm cái chi phí về gọi là vận hành chi phí cho một khách hàng. Thì đây cũng là tạo điều kiện cho Công Bang bắt đầu phát triển từng bước phát triển mạnh những cái phân khúc mà gọi là trước đây chưa phải là cái mạnh của Công Bang, ví dụ như phân khúc về doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi là những cái khách hàng phân khúc mass loan mass này, đó là những cái sản phẩm mà cho vay tín chấp cho vay tiêu dùng. Thế thì với những sự mà gọi là hỗ trợ công nghệ và data đấy, thì chắc chắn đấy là sẽ cho phép các cái Công Bang từ ngày cuối nó phát triển rất nhanh và vẫn đồng thời là quản trị được cái rủi ro và chi phí. Đấy thì trên đây là một số cái bổ sung thêm đó. Thì về tình hình chung thì Đức Công Bang này là năm 2023 thì chúng tôi cũng đã đạt được kế hoạch đặt ra đến sang năm 2024 với tình hình và thị trường cũng có những diễn biến này, cũng còn có rất nhiều thách thức, thì Đức Công Bang thận trọng đưa ra những cái kế hoạch đó, và tôi tin rằng này với những cái việc mà vừa củng cố và phát huy được thế mạnh của mình và tiếp tục sử dụng vào cái nền tảng về công nghệ và data sẽ cho phép chúng tôi đi vào những lĩnh vực kinh tế khác, những lĩnh vực phân khúc khác và gọi là kiểm soát được rủi ro một cách chặt chẽ giống như chúng tôi đã làm được. Sau đây tôi xin mời anh Hoàng Kim Trung lên có báo cáo và kính thưa đại diện của ông, tôi và các tỉnh và các vị khách quý, trên cơ sở tài liệu báo cáo đã gửi quý vị thay mặt ban kiểm soát, tôi xin trình bày một số thông tin của báo cáo ban kiểm soát về kết quả của nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng hoạt động năm 2024-2029 và trọng tâm chúng ta năm 2024. Về kết quả hoạt động ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, để chỉ đạo giám sát công tác kiểm soát điều độ, ban kiểm soát và chỉ đạo của các đơn bộ triển khai các hoạt động và giám sát của quy định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với tồn tại do thủ tục hành chính cấp và thẩm quyền và chỉ đạo kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước. Trên cơ sở các hoạt động kiểm toán giám sát và kiểm soát của các kiến nghị của quản trị tổng đốc chỉ đạo đôn đốc và cùng với đơn vị chức năng hoàn thiện nâng cao hiệu quả giám sát của bộ quản lý và kiểm soát rủi ro những vấn đề mô hình sẽ hoạt động, mô hình theo quản lý hoạt động tài trợ trung hạn, kiểm soát hạn mức nhà tài trợ và hoạt động năm ngoài tệ, xử lý nợ xấu, tích cực phòng xử lý rủi ro, kiểm soát các rủi ro trong hoạt động thanh toán ngoại hối có quỹ huy động vốn sử dụng tập trung được nhà tài trợ của cơ quan nhà nước, quản lý các quyền và tài khoản trên hệ thống thông tin ngân hàng v.v. Về cái hoạt động giám sát quản lý điều hành, hội đồng quản trị đã triển khai công tác quản trị giám sát hoạt động điều hành cho quy định pháp luật, không ngừng hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các ủy ban của hội đồng và các hội đồng của tổng giám đốc và hệ thống kiểm soát nguồn vốn. Tổng giám đốc đã tích cực tổ chức điều hành các hoạt động ngân hàng để triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nguồn vốn, đôn đốc các tồn tại hạn chế theo cái kết luận chỉ đạo kiến nghị của quản lý nhà nước và tổng lập các nội bộ quản trị đạo của hội đồng quản trị.
chín. Các thành viên của đội phân chi và kiểm soát của tổng cấp có tổng cấp và các đã thực hiện công bố lợi ích và thiệt hại được liên quan các giao dịch của Techcombank với công ty con của các thành viên được và kiểm soát của tổng cấp và tổng cấp là những người liên quan họ cũng đã được thực hiện theo quy định của pháp luật của đề ngân hàng. Qua công tác giám sát thì và kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành trong năm 2023 và các nhiệm kỳ vừa qua đã được triển khai phù hợp theo quy định pháp luật của đề ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn cho hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và bố trẻ tình tác cấp của dịch Covid và của quản kinh tế toàn cầu. Về sự phối hợp giữa ban kiểm soát với đội vận trị tổng cấp và các cán bộ quản lý khác của công ty trong những kỳ đã được đảm bảo trên nguyên tắc quy định pháp luật, tuân thủ quy định pháp luật, tỷ lệ chung của ngân hàng, hội đồng quản trị và tổng đốc cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ. Các kiến nghị của ban kiểm soát và bộ đã được hội đồng quản trị tổng đốc quan tâm đôn đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Về thẩm định báo cáo tài chính, ban kiểm soát thống nhất xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của tình tài chính thực nhất của ngân hàng của các thông tin con tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh thực nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ thực nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định liên quan đến việc lập thẩm định báo cáo tài chính. Theo báo cáo tài chính đã được thẩm định đối trên, sẽ không phải tham gia đáp ứng các thị trường để an toàn cho hoạt động thì để an toàn vốn ngày 31/12/2023 đạt 1% cao hơn mức tối thiểu 8% của quy định của ngân hàng nhà nước. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được chuẩn bị thành công tài liệu xin được tham khảo lại. Về tình hình thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, thì các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông tại các phiên họp thường niên lấy cái một văn bản thì đã được hội đồng chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ quy định và họ có kết quả tại các kỳ họp của đại hội. Về việc tổ chức kỳ họp và triển khai những bản kiểm soát, thì các cuộc họp và kiểm soát được quy định của pháp luật tiền tệ. Ngoài ra, các tổ chức họp xuất và lấy ý kiến một văn bản thông qua các quyết định khi cần thiết. Các thành viên ban kiểm soát cũng tham gia các cuộc họp kịp thời để lấy ý kiến thông qua quyết định, đồng thời thường xuyên trao đổi thảo luận nhằm kịp thời xử lý các vấn đề còn vướng mắc. Tóm lại, trong năm 2023 kỳ vừa qua, trưởng ban và thành viên ban kiểm soát đã tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được phân công và đó kịp thời phê duyệt quyết định các vấn đề năng lực và kiểm soát nhằm triển khai các hoạt động thực hiện pháp luật về ngân hàng quy định của bộ tài chính này. Về định hướng hoạt động trong giai đoạn 2024 phải trọng tâm công tác năm 2024 để định hướng trong thời gian tới thì trong giai đoạn 2024 thì bộ xác định là tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đồng thời đổi mới cho tăng cường hoạt động giám sát nhằm ngăn ngừa kiểm soát rủi ro kịp thời xử lý đôn đốc những tình huống phải hạn chế, góp phần đảm bảo sự hoạt động của ngân hàng an toàn hiệu quả bền vững, củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự và kiểm soát và đảm bảo đáp ứng nguồn nhân sự và chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định pháp luật và quy định của bộ tài chính này. Phối hợp ủy ban lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và sự bảo vệ của hệ thống kiểm soát đường bộ của ngân hàng. Để trọng tâm công tác năm 2024 xác định là tập trung hoàn thành hoàn thiện nâng cao năng lực hoạt động đơn vụ hoàn thiện các quy định quy trình liên quan đến hoạt động và kiểm soát của đơn vụ nhằm sửa đổi và phù hợp với cả luật tổ chức tín dụng rồi các điều chỉnh của 1/7/2024 và các bản hướng dẫn có liên quan tăng cường đào tạo đối bộ khuyến khích tổ chức kinh phí cán bộ nhân viên đăng ký học và hoàn thiện các chứng chỉ nghiệp vụ và như CPA, CFA, ACCA v.v. đồng thời thu hút tuyển dụng nhân sự năng lực nghiệp vụ trong ngành ngân hàng triển khai kỹ thuật hiệu quả các hoạt động giám sát của cán bộ cấp ủy pháp luật của tỉnh này. Từ kiến nghị của ban kiểm soát từ những vấn đề về nước trên ban kiểm soát cũng báo cáo ý kiến đại hội đồng xem xét phê duyệt thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 thủ tướng giai đoạn 2024-2029 và trọng tâm công tác năm 2024 của tỉnh này trên xin phê duyệt danh sách của tỉnh quản lý lập để xem xét lựa chọn và cung cấp dịch vụ bán cho Techcombank 2020 bao gồm công ty trách nhiệm mạng ở đại nhà Việt Nam, công ty trách nhiệm mạng tại kia của Việt Nam, công ty trách nhiệm mạng và đội tập học ở Việt Nam, công ty trách nhiệm mạng ở Việt Nam. Xin được trân trọng.
Vâng, xin cảm ơn anh Trung. Ngoài cái tài liệu của cái nêu trên ấy, thì chúng ta còn có một số cái tài liệu đã gửi đến các quý vị sổ đông là về tờ trình về phê duyệt báo cáo tài chính riêng lẻ hợp nhất năm 2023 của Phước Công Bằng đã được công ty kiểm toán độc lập và phê duyệt thiết lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023. Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ. Cái phần này thì như là quý vị cổ đông ấy, là chúng ta đã có 10 năm mà chưa cổ tức bằng tiền mặt và chúng ta có một đợt chi cổ tức một cổ phiếu vào năm 2019. Đấy, thì cái năm nay là cái năm mà chúng ta cũng quay lại và sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với cái tỷ lệ là 15% và sẽ chia tiếp tổng cổ của cổ phiếu với tỷ lệ 1. Thì hiện tại thì các quý vị biết là sau 10 năm mà chúng ta củng cố nhất là 3 năm cuối ấy, chúng ta mới lợi nhuận trung bình hàng năm là 1 tỷ đô ấy. Và năm nay chúng ta dự kiến ấy, sẽ đạt được con số mà nó cũng từ hơn cả những số đó. Thì hội đồng quản trị cũng cho rằng ấy, với cái vốn chủ sở hữu này là đứng hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, chúng ta phải thể hiện lại là khoảng trên cho 30 tỷ. Đó thì cái việc mà cho phép mà chúng ta có thể chia cổ tức là một điều chúng ta hoàn toàn có thể làm được để vẫn đảm bảo được chỉ số an toàn. Và tôi hy vọng là cái tờ chia cổ tức năm nay ấy, nó sẽ bắt đầu từ những năm sau mà chúng ta vẫn có thể vừa đạt được những cái chỉ tiêu về tăng trưởng của mình và vừa có thể đạt được những lợi nhuận đó. Tiếp theo ấy, là cái tờ trình về sửa đổi bổ sung vốn điều lệ. Tiếp theo nữa là cái tờ trình về dự kiến nhân sự bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Thì năm nay thì chúng ta sẽ bầu ấy, là 9 người, thì trong đó có 2 thành viên hội đồng quản trị độc lập. Và ngoài ra chúng ta sẽ bầu là 3 thành viên ban kiểm soát. Thì khi mà lượng tổ chức rút lớn được, chúng ta sẽ bầu sinh thêm 2 nữa cho đủ 5 người. Một trước mắt bây giờ chúng ta sẽ bầu là 3 người. Thì ở đây là những cái nội dung ấy mà đã gửi cho tất cả các quý vị cổ đông. Thế thì trước khi sang cái phần bỏ phiếu ấy, thì chúng ta sẽ sang đến một cái phần là thảo luận. Thì cũng như là các đợt đại hội trước ấy, thì chủ tọa sẽ lắng nghe tất cả những cái câu hỏi và ý kiến của cổ đông trước. Sau đó thì chúng ta sẽ có câu trả lời từ chủ tọa hoặc là các thành viên ban điều hành sẽ cùng trao đổi thảo luận. Kết thúc những phần thảo luận thì chúng ta sẽ chuyển sang những phần về cái thủ tục về bầu thành viên hội đồng quản trị ban kiểm soát và thông qua các nghị quyết của đại hội đồng. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần này là thảo luận. Thì mời tất cả các quý vị cổ đông là ai có câu hỏi gì và sẽ giơ tay có ý kiến hoặc có thể viết ý kiến của mình gửi lên toàn. Đấy, thì tôi và các thành viên ban điều hành sẽ lắng nghe và sẽ trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi quý vị trước khi sang tập 1. Xin mời quý vị. Hello. Năm ngoái được 9% là 10%. Năm thứ hôm nay giải thích rõ là tại sao được tăng mạnh. Còn có xe những ngân hàng khác là quỹ ACB rồi. ACB chỉ có 1%. Tại sao khác hôm nay tăng 10%? Thì nó là một phần đồng. Thì nó
Ví dụ như bây giờ mà đi cuối tháng lương là được 10 triệu, cần tiền thì kêu gọi lên 9 triệu thôi, 10% tài sản khác thì mình vợ chồng cũng được. Nhưng mà chú này, chú không hoàn trả rõ này. Dạ, kính thưa đại hội, kính thưa ban điều hành, đặc biệt là anh Hồng Anh. Thì tôi là cổ đông đại diện cho anh chị em ở Sài Gòn. Và chúng tôi là cũng là hiện nay chúng tôi đang giữ thật sự là được 2 triệu cổ phiếu, nhưng mà sau ngày chốt thì chúng tôi đã tăng lên rất nhiều. Vì ngày quý nhà đầu tư của tôi tổ chức thế này thì rất là quan tâm đến cái thương mại của chúng ta. Đó là thứ nhất như anh đã chia sẻ, đó là 10 năm chúng ta chưa chia tiền mặt và năm nay chúng ta bắt đầu chia tiền mặt, và khi mà tài chính chúng ta đã được tăng trưởng đến nơi hiện nay là đứng đầu như thế, thì quý nhà đầu tư của tôi hiện nay cũng thân gửi ra các lời chia sẻ của các điều hành. Thứ nhất là như là chủ tịch của TCBS có công bố về chiến lược cũng như là năm con số của chúng ta như thế. Vậy thì hiện nay chúng tôi rất là mong mỏi quan điểm KCBS IPO để chúng tôi có cơ hội được đầu tư. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai, với một ngân hàng của chúng ta hiện nay, tất cả các ngân hàng tư nhân thì chúng ta là đứng đầu rồi. Hiện nay tại sao bên chúng ta có duy trì hiện nay là 22%, trong khi tôi tư vấn cũng như là đi với các quỹ hàng đầu của chúng ta hiện nay, ai cũng mong mỏi là rồi chúng ta phải được 30% như các ngân hàng hiện tại. Thì như thế thì chúng ta mới có được nhiều cái đầu tư thương gia hơn. Cái điểm cuối cùng đó là theo lộ trình của chúng ta gia nhập bộ châu Âu thì ngân hàng chúng ta có được mở hơn 49% trong thời gian tới hay không? Đó là câu hỏi thứ ba. Và cái cuối cùng là tôi xin kính chúc cho ban điều hành, ban lãnh đạo, đặc biệt là Hồng Anh, sức khỏe và dẫn đến con cầu của chúng ta đi lên được số 1. Thưa chị cũng một. Câu hỏi 22-30% của anh là thế nào? Tại hiện nay cái vùng nước ngoài tỷ lệ chúng ta mà nói là chỉ có duy trì 22%, tại sao ACB luôn luôn kiếm được 30%? Và chúng ta là số 1 mà chúng ta không bỏ cái đó. Và sắp tới chúng ta có chiến lược bán cho đối tác hay không, hoặc là chúng ta mở cho cán bộ cũng như nhà đầu tư ở Việt Nam chúng ta hoặc là nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu đối tác hay không cho chiến lược 2024-2025. Xin chào bên các lãnh đạo công ty, như là em là đại diện bên cổ đông của khách hàng của Việt Nam, thì em muốn hỏi một chút liên quan đến các cái dịch vụ gọi là trung tâm số hình nhất. Thì em thấy là trong cái báo cáo tài chính của bên mình thì đang sử dụng khá là mạnh cái phần gọi là ưu đãi LC, thì ở thuật ngữ nước ngoài thì cái này là cái điểm phần lách còn cái là tiền xấu. Thì em muốn hỏi là cái phần gói LC này thì mình đang hay là đang cộng lại với cái phần xấu tại thì kiếm tỷ lệ bao nhiêu so với tổng chiến lược của mình, đồng thời là mình có phương án nào để xử lý triệt để vấn đề này không, bởi vì là cái phần ưu đãi LC này thì ngay là theo cái luật của ngân hàng nước là không tính vào phần xấu, nên là mình né phần này ra. Nhưng mà nếu luật thông tư mới mà áp dụng lại thì tỷ lệ sẽ lên bao nhiêu? Trong năm 2023 thì tín dụng của Techcombank tăng 22%, do chủ yếu là việc tăng trưởng về cho vay bất động sản, ô tô và chế tạo, chế biến chế tạo. Thì xin các bạn có thể chia sẻ về cụ thể hơn về các cái dự án mà Techcombank đã tài trợ và cái khoản mà cấp tín dụng của họ cho vay ô tô và chế biến chế tạo này thì có phải là cho họ phát hay không ạ? Câu hỏi thứ hai thì là về vấn đề nợ xấu. Nợ xấu tháng 3 và tháng 5 thì đã tăng gấp đôi trong năm vừa qua, và
Xin hỏi là nguyên nhân là do đâu và tập trung chủ yếu ở cái mạng nào? Hiện nay thì là Techcombank có phát triển, tập trung phát triển thêm về các mạng SMB và tín dụng cá nhân thì trong thời gian tới về tín dụng tiêu dùng cá nhân ấy, thì Techcombank có dự định về việc mua lại hoặc là thành lập một công ty tài chính tiêu dùng hay không? Câu hỏi cuối cùng của em là trong cái phần trả lời phỏng vấn vào cuối năm ngoái thì CEO của Techcombank đã gợi ý về khả năng mà ngân hàng chào đón thêm một cái cổ đông nước ngoài, thì từ đó đến nay thì ngân hàng đã có được cái triển vọng gì về trong cái kế hoạch này hay chưa? Em xin biết ạ. Xin kính chào đại hội và xin kính chào ban lãnh đạo công ty. Tôi là cổ đông số mã số 158. Tôi có một số cái câu hỏi và góp ý như sau. Thứ nhất là chúng ta thấy là dựa trên báo cáo của ngân hàng thì ngân hàng chúng ta là cái chỉ tiêu gì tốt của họ, thì tôi cũng muốn ban lãnh đạo xem xét lại xem mình trong năm vừa rồi đã có những cái gì mình làm chưa tốt hay không để mình có thể cải thiện trong năm 2024. Câu hỏi thứ hai đó là TCF thì mình có mục tiêu là năm 2025 mục tiêu là vốn hóa 5 tỷ đô, nhưng mà công ty mình chưa có kế hoạch IPO, vậy thì xin hỏi là cái vốn hóa 5 tỷ đô này mình sẽ dựa vào đâu để mình đánh giá mình sẽ đạt được cái mục tiêu này? Trong khi đó là tất cả ngành chúng ta trên thị trường hiện tại là vốn hóa của chúng ta dưới đâu đó khoảng 6-7 tỷ đô cả ngân hàng mẹ. Câu hỏi thứ tư là tôi thấy là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng chúng ta là rất là thấp so với các ngân hàng khác, tức là cái dư địa để chúng ta có thể là huy động vốn nhiều hơn và cho vay nhiều hơn là vẫn còn. Thì mong ban lãnh đạo chia sẻ về điều này và cũng còn một câu hỏi cuối cùng đó là chúng ta có cái chương trình là tự động sinh lời cho khách hàng mới triển khai năm vừa rồi, thì xin hỏi ban lãnh đạo là cái này có làm trong tăng cái chi phí vốn của chúng ta không? Trong kế hoạch kinh doanh 2024, xin câu hỏi cuối ạ. 2024 là chúng ta không có chỉ tiêu là bao phủ nợ xấu. Như vậy thì tôi thấy là nếu mà chúng ta lợi nhuận của chúng ta có thể là thay đổi dựa theo chỉ tiêu này. Khi mà chúng ta bao phủ nợ xấu ít thì chúng ta có thể làm tăng lợi nhuận lên, và bao phủ nợ xấu nhiều thì lợi nhuận chúng ta phải giảm. Thì nếu mà không có chỉ tiêu này thì rất là khó đánh giá chúng ta có hoàn thành kế hoạch hay không hay chưa hay không. Vâng, tôi xin cảm ơn. Nói thế nào là khách đúng không? Em có một câu hỏi đặt ra khi ngân hàng chúng ta tăng vốn trở lại từ 100.000 tỷ lên đến 70.000 tỷ thì mục tiêu và chiến lược chúng ta như thế nào một đợt thì tối ưu hóa hoạt động là lợi nhuận cái số vốn này. Và mấy cái thông tin anh có câu hỏi mấy cái thứ tới đây là mình sẽ công bố kết quả trong 2024. Nhưng mà hôm nay thì các cái đây của đông những đồng đến đây tham dự thì có lẽ nào có thể tiết lộ của bạn rất là tốt. Thưa đại hội, thưa đại hội, em có một câu hỏi để cho đại hội, cho ban điều hành. Em thấy là trong hai năm đây thì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu đang xu hướng là giảm, mặc dù là vẫn chuyển 100% thì liệu cái điều này thì có phải là liên quan đến cái sự thay đổi trong cái chiến lược và chỉ đo ngân hàng hay không, và cái điều này thì có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng tài sản ngân hàng không? Em xin phép. Em có hai câu hỏi gửi tới ban chủ quản. Thời gian vừa qua thì các cái ngân hàng mà cùng quy mô với mình là đều công bố cái kế hoạch là nhận sát nhập bắt buộc của ngân hàng yếu kém, thì mục đích chính thì có thể các ngân hàng đưa ra để được có cái xu tăng trưởng cao hơn. Thì em muốn hỏi là với
kế hoạch của Tết Banh với cái kế hoạch này như thế nào? Mình có kế hoạch nhận sắp gặp những ngân hàng nào ưu kém đấy để mà có cái dư địa tăng trưởng cao hơn không? Và nếu trong trường hợp mà không có thì khi mà các đối thủ của mình đều có kế hoạch như thế thì mình có cái kế hoạch gì để không bị bỏ lại khi mà với những quy mô của mình hiện tại cũng như quy mô của các đối thủ, nếu mà cứ tăng trưởng tín dụng thấp hơn khoảng 5-7% một năm thôi sau 3 năm thì mình chắc chắn sẽ bị bỏ lại. Câu hỏi thứ hai là nhiều ngân hàng họ có cái kế hoạch là tăng vốn thì họ sẽ tăng theo từng đợt, ví dụ tăng mỗi năm tăng khoảng 20-30% thì để đảm bảo cái giá cổ phiếu nó không bị pha lậu, cái cổ phiếu bị pha lậu quá nhiều và giá cổ phiếu không bị chia quá sâu. Nhưng mình thì hay có cái kế hoạch là chia từ một luôn, thì cái điều này nó có gây rủi ro cho cổ đông khi mà cái tỷ lệ pha lậu nó cao và cái giá cổ phiếu chia xuống thấp quá rồi. Cảm ơn ạ. Bên ngân hàng MB Bank thì những năm vừa rồi họ tăng số lượng khách hàng lên 62 triệu, hay là như VB Bank thì tăng thêm số lượng khách hàng mới là 4 triệu, và ngân hàng mình tăng số lượng khách hàng là 2.6 triệu. Cả MB Bank và VB Bank đều cán mốc 30 triệu khách hàng rồi, thì không biết là với cái tốc độ tăng trưởng khách hàng của mình như thế thì liệu có bị bỏ lại phía sau không, và Techcombank có giải pháp gì để xin mong chủ tịch muốn chia sẻ thêm về cái lượng khách hàng để hướng như nào đến cái tiềm năng tương lai công ty. Thì đầu tiên thì tôi sẽ nhờ thanh niên trả lời trước, và những câu hỏi nào liên quan đến cổ đông và đồng quản trị tôi sẽ bổ sung thêm. Let me start with a couple of these questions, and I think especially when it comes to some of the more technical questions on why have we booked more of the assets and all that the last CFO on the planet, and to basically answer that. I think the first role is granted for the clear mechanism by the community. So every year, SPV quyết định về những cái tổng trị dụng này tùy thuộc vào những cái hoạt động của ngân hàng cũng như triển vọng phát triển của ngân hàng đó trong tương lai, để có thể là quyết định về cái mức độ tăng trưởng tín dụng tương tự với mức độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành ngân hàng là khoảng 13-13%. Một ngân hàng có thể là được cấp cái mức độ tăng trưởng tín dụng cao hơn hoặc là thấp hơn 13-13% này tùy vào tình hình hoạt động của họ trong tăng trưởng đó. Và như chúng ta thấy là Techcombank cũng được cấp một cái mức độ tăng trưởng tăng trưởng cao hơn so với những ngân hàng khác. Cái cách mà chúng tôi nhìn nhận về vấn đề vốn của mình đó chính là chúng tôi thấy là trước đây thì là mức độ tăng trưởng tín dụng phải là mức tăng trưởng tín dụng có thể là 20-25%. Và từ cái quan điểm như vậy của SPV thì chúng tôi theo đúng chỉ đạo của SPV, và chúng tôi cũng áp dụng những cái phương pháp rất là thận trọng, và chúng tôi tin rằng có những ngân hàng có thể là phát triển tăng trưởng nhanh hơn Techcombank, cũng có thể là Techcombank cũng có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Tuy nhiên khi mà chúng ta tăng trưởng một cách quá là đột ngột như vậy thì nó sẽ phải có một cái mức giá, chúng ta sẽ phải trả giá một cái phần nào đó, bởi vì là cái chúng ta sẽ phải trả giá ở một cái vấn đề, đó chính là Techcombank sẽ không đánh đổi tốc độ tăng trưởng của mình với những cái chất lượng tài sản mà chúng tôi đang nắm giữ. Và chúng ta thấy rằng là có nhiều ngân hàng tăng trưởng quá nóng, và hậu quả của nó là nợ xấu cũng tăng lên rất là nhanh. Một câu hỏi nữa liên quan tới việc là tại sao Techcombank lại không tham gia vào cái việc gọi là mua lại một số những cái ngân hàng yếu. Thực tế đây là một cái câu hỏi mà từng ngân hàng sẽ phải tự mình quyết định. Khi mà chúng ta giúp một cái ngân hàng yếu hơn và chúng ta có được cái quota tăng trưởng tín dụng cao hơn, thì để có thể là bù đắp cho một số những cái chi phí trong việc là hỗ trợ cho những ngân hàng yếu đó, đó là lý do tại sao mà ban điều hành cũng như là hội đồng quản trị cũng sẽ phải có những cái quyết định riêng của mình, và cũng sẽ phải thảo luận rất là kỹ về vấn đề này. Techcombank cũng đang hỗ trợ ví dụ như là tái cơ cấu
những cái khoản vay hay là tái cơ cấu một số những khoản vay của doanh nghiệp để giúp cho những cái doanh nghiệp đó có thể là sử dụng vốn và tiếp cận vốn một cách dễ dàng hơn. Tôi không nghĩ là Techcombank sẽ bị tụt hậu ở trong cái vấn đề là mua lại hay là sát nhập vào một số những cái ngân hàng yếu hơn, bởi vì là chúng tôi luôn, nếu như quý vị nhìn vào hệ số ROA, tức là lợi nhuận trên tổng tài sản cũng như là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, thì hoàn toàn là tương đồng với những cái chỉ số chung của toàn ngành. Một nữa, điều nữa là liên quan tới debt equity ratio, tức là hệ số về nợ trên vốn chủ sở hữu. Thực tế là Techcombank là có nhiều vốn chủ sở hữu hơn và chúng tôi luôn theo đuổi một cách tiếp cận rất là thận trọng. Nếu như mà chúng ta nhìn vào một số những cái ngân hàng khác ở trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là có lẽ là có những cái ngân hàng nó không có cái tỷ lệ equity ratio tốt như Techcombank, và chúng ta luôn luôn phải tuân thủ với những cái hạn mức mà ngân hàng nhà nước đề ra. Nhưng 15% rõ ràng là một cái tỷ lệ rất là phù hợp để chúng tôi có thể là dự phòng tốt cho những cái rủi ro của mình. Và trên tinh thần đó, chúng tôi biết rằng là tỷ lệ equity trên debt equity của Techcombank có thể là cao hơn một chút so với một số ngân hàng đối thủ, nhưng không hề có ảnh hưởng gì tới lợi nhuận trên tổng tài sản, bởi vì lợi nhuận trên tổng tài sản ROA của chúng tôi cao hơn rất là nhiều so với đối thủ cạnh tranh, là tương đương khoảng hơn hoặc là hơn 3%, 3-4%. Đó là một cái tỷ lệ rất là cao. Và tất nhiên thì là Techcombank luôn duy trì một cách tiếp cận khá là thận trọng liên quan tới những vấn đề về lãi suất, rồi liên quan tới vấn đề về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Câu hỏi tiếp theo là liên quan tới rủi ro. Ví dụ như là Techcombank có tăng vốn điều lệ và có thể là có những cái thưởng cổ phiếu. Thực tế là cái việc mà thưởng cổ phiếu cho cổ đông, trả cổ phiếu cho cổ đông thì không có ảnh hưởng gì cả tới vốn điều lệ của chúng tôi. Ví dụ như là chuyển dịch từ phần này sang phần kia thì cũng không ảnh hưởng gì tới những cái khả năng cho vay của Techcombank, cũng không có ảnh hưởng gì tới những cái cơ chế quản lý rủi ro của chúng ta cả. Có thể là dẫn tới việc giảm nhẹ về giá cổ phiếu một chút. Tuy nhiên sau khi mà trả thưởng cổ đông bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu có thể giảm nhẹ một chút, nhưng đây cũng là một cơ hội rất là tốt cho những cái nhà đầu tư khác có thể là quan tâm và họ mua vào cổ phiếu Techcombank với một cái giá rất là phù hợp. Và sau một thời gian giảm nhẹ, nếu như đó là cổ phiếu tốt và là một tổ chức tốt, công ty tốt, thì cổ phiếu đó sẽ lại trên đà tăng trưởng lại. Như vậy cái việc giảm cổ phiếu nó chỉ là tác động ban đầu thôi của việc pha loãng cổ phiếu, mà không phải là tác động dài hạn. Mà các quý vị khi mà đã chọn mua cổ phiếu của một công ty như Techcombank thì quý vị đã hiểu rõ về giá trị của công ty là như thế nào, giá trị của doanh nghiệp như thế nào rồi. Như mọi người cũng nói về cái market cap là 5 tỷ hoặc của TCBS mà chưa IPO. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là TCBS cũng phải đáp ứng một số những cái điều kiện để có thể là đủ điều kiện IPO. Và chúng ta cũng thấy là những cái giá cổ phiếu cũng như là market cap của một công ty như TCBS cũng phải tuân thủ theo những cái quy định chuyên môn ở trên thị trường về price to earning, tức là giá trên lợi nhuận, để chúng ta có thể là quyết định mức giá cũng như là quyết định về cái market cap như thế nào là phù hợp đối với một công ty chuẩn bị niêm yết. Và có thể là chúng ta thấy là nhân nhiều lần lên với 5 với một cái doanh thu là khoảng 200 triệu đô thì nó sẽ có những cái tương ứng nhất định với market cap là vốn chủ sở hữu, vốn hóa thị trường. Một câu hỏi tiếp liên quan tới Techcombank. Techcombank cũng là một tổ chức cũng có thể là phản ánh cái mức độ lợi nhuận là khoảng 10 hoặc là 15% của cả tập đoàn. Và ví dụ như là ngân hàng có thể là có những cái mức giá trị là 2 tỷ hay là 5 tỷ đô hoặc là thậm chí là hơn đó. Và trong vòng 5 năm vừa qua thì có những thời điểm mà Techcombank có được định giá là 2,5 lần price to book, và bây giờ là hơn 1,5 lần. Về câu hỏi liên quan tới UBAS LC, tức là tín dụng thư UBAS,
Tức là ông Bacensi thì là cũng không có ảnh hưởng gì tới tỷ lệ nợ xấu cả. Và Bacensi cũng là một cái công cụ mà khách hàng của chúng tôi rất là thích để có thể là hỗ trợ với những cái hoạt động tín dụng của họ. Và Bacensi không có ảnh hưởng gì tới tỷ lệ nợ xấu chung của ngân hàng. Tôi xin làm rõ như vậy. Liệu Techcombank còn những lĩnh vực nào cần cải thiện hay không? Bởi vì nghe phần trình bày của lãnh đạo ngân hàng thì phần lớn các chỉ số của chúng ta đều rất là tốt. Chúng tôi muốn cải thiện những cái chi phí vốn của chúng tôi. Và chúng tôi cũng muốn trở thành là một cái ngân hàng có định hướng chiến lược nhiều hơn. Và chúng tôi sẽ tập trung vào về bên mảng funding. Và chúng tôi cũng muốn đa dạng hóa những cái rủi ro về tín dụng. Và chúng tôi cũng có thể là hướng tới cho vay về SME, cho vay với cân nhắc về cho vay tiêu dùng. Hiện nay chúng tôi chưa có kế hoạch nào để thành lập một cái công ty tài chính tiêu dùng riêng của Techcombank, bởi vì chúng tôi đã có những cái mảng cốt lõi rồi và đó chưa phải là ưu tiên của chúng tôi. Và chúng tôi cũng không cần những cái giấy phép về consumer finance vào thời điểm này. Có thể là chúng tôi cũng xem xét về hoạt động kinh doanh của EB Credit và Home Credit, và chúng tôi cũng cân nhắc mô hình kinh doanh của họ. Và thời điểm này thì là đây cũng không phải là một cái mô hình quản trị rủi ro phù hợp nếu chúng tôi theo đuổi cái mô hình của Home Credit hay EB Credit. Câu hỏi liên quan tới khách hàng, số lượng khách hàng của MB cũng như là của ACB hay là VP cũng đang tăng hơn rất là nhiều so với Techcombank. Chúng tôi không quan tâm nhiều tới số lượng khách hàng, mà chúng tôi quan tâm tới tỷ lệ khách hàng active khi mà giao dịch với ngân hàng hay là khi lần đầu tiên đến với ngân hàng của chúng tôi. Có thể là chúng tôi cũng phải đảm bảo là mình có một cái hệ thống để có thể là phục vụ khách hàng một cách có lợi nhuận nhất hoặc là có hiệu quả nhất. Và hiện nay thì rất là nhiều lợi nhuận của Techcombank đến từ một số lượng ít khách hàng, chứ không phải là từ đến từ đông đảo khách hàng như những ngân hàng khác. Và chúng tôi vẫn tin tưởng rằng là mặc dù những cái số lượng khách hàng ít đóng góp tỷ lệ chính về TOI cho ngân hàng, nhưng đó là những khách hàng rất là có giá trị đối với ngân hàng của chúng tôi. Hay nói một cách khác là chúng tôi quan trọng nhiều hơn về số lượng, chúng tôi quan trọng chất lượng của khách hàng thay vì là chạy theo số lượng khách hàng cần thu hút. Và quý vị có thể thấy là nhận diện về thương hiệu của Techcombank đang rất là tốt trên thị trường, mặc dù số lượng khách hàng của chúng tôi đâu có nhiều bằng ngân hàng khác. Phải chăng đó là nhờ về chất lượng dịch vụ của chúng tôi, chất lượng tài sản của chúng tôi, cũng như phải chăng đó là nhờ vào chất lượng sản phẩm mà chúng tôi đem lại và giải pháp mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng đã thuyết phục họ? Tôi nghĩ là tôi đã trả lời phần lớn những câu hỏi có liên quan tới tôi rồi. Liên quan tới tài sản của Techcombank thì không hiểu là team tài chính hả? Các anh chị có ai ở bên team của tài chính có thể trả lời câu hỏi này liên quan đến tài sản của Techcombank không? Alex, giám đốc của tài chính của Techcombank có thể trả lời. Thực tế là những tài sản khác mà có gia tăng ở đây trong mảng cân đối tài sản chủ yếu là liên quan tới UBS LLC. Tôi có thể xác nhận điểm này. Như vậy những tài sản khác ở đây chủ yếu là liên quan tới UBS LLC. Và đây cũng là một khoản on-off thôi. Và trên cơ sở mới thì là chúng tôi vẫn còn hoàn toàn có thể là điều hành rất là tốt những cái danh mục cho vay của mình. Có thể nói rằng là cái mục tài sản khác này nó liên quan chủ yếu tới UBS LLC. Và ngân hàng nhà nước nếu mà có thể vấn đề gì thì đã yêu cầu Techcombank làm rõ về những tài sản khác rồi. Thì anh Yên và cũng đã trả lời phần lớn những câu hỏi. Thì trong đấy có một số cái vấn đề rất là kỹ thuật, ví dụ như LC vô pháp thì tôi cũng thì những cái vấn đề đấy là nó là LC thì nó hoạt động ứng dụng thôi và nó cũng đã được kiểm soát như những hoạt động thông thường. Thế còn lại thì ở đây ví dụ như là một số cái câu hỏi liên quan đến phát triển cái lượng khách hàng, thì anh Yên cũng trả lời rất là rõ là Techcombank em hiểu cũng tập trung vào những khách hàng mà mang lại lợi ích
và chúng tôi tập trung những cái khả năng tiếp mà để có thể mang lại hiệu quả. Chuyện còn lại thì như phần đầu tôi nói, cái công bằng này thì chúng tôi đang tập trung phần lớn ấy, là trước đây là có khách hàng áp chuồng và mắc áp chuồng, và bây giờ với cái sự phát triển của công nghệ và đầu tư công nghệ của data, cái công bằng sẽ tập trung vào phần thức thoát. Thì cái việc mà chúng tôi cho rằng là có nhiều khách hàng hay không ấy, và nhưng mà quan trọng hơn ấy, là phải phục vụ cho khách hàng tốt để mà mang lại giá trị cho khách hàng. Thế còn cái việc mà để mà phát triển những cái lượng khách hàng này thì đối với công bằng, công bằng có rất nhiều partner, và trong cái hệ sinh thái, ví dụ như trong WinLine thì hiện nay trong hệ thống WinLine thì có khoảng trên 10 triệu khách hàng. Thế là nếu mà khi mà công bằng có việc phát triển nhanh các lượng khách hàng thì cũng không phải là để quá lớn như công bằng, nhưng một lần nữa quan trọng là chúng ta sẽ phục vụ khách hàng đấy hoàn thành hiệu quả. Về cái vấn đề liên quan đến ấy, là cái một số cái câu hỏi về phát triển về access vân vân, thì tôi nghĩ là những cái này nó quá là cụ thể, mà tôi cũng xin chia sẻ là thực tế thì cũng có rất nhiều khách hàng, hay là trong lĩnh vực ô tô thì có rất nhiều lĩnh vực khách hàng ô tô đấy, và chúng tôi cũng kiểm soát rất là chặt chẽ về những cái gọi là lượng về tín dụng đó. Và hiện tại thì trong cái lĩnh vực này thì những chỉ số ấy là tức là bằng kiểm soát rất tốt. Một số cái câu hỏi nữa là về vấn đề về cổ đông ấy, thì hiện tại thì cái vấn đề mà tức công bằng đang có room là 22%, thì cái này tôi xin chia sẻ là thực sự ra thì 22% ấy là có nghĩa là cho phép tức công bằng ấy là có thể phát hành cho một cái cổ đông chí lực ấy, với cái tỷ lệ là 10%. Đó là vì khi nó phát hành ra thì nó sẽ đau rút xuống. Đấy, thì Tết Công Bằng ấy cũng như lần có câu hỏi các quý cổ đông, thì Tết Công Bằng đang xem xét để có thể tìm kiếm một cái đối tác chiến lược để phát hành tiếp không. Đấy. Thế thì và các quý vị cũng biết là thường khi mà phát hành cho các đối tác chiến lược ấy, thì cái giá cổ phiếu sẽ cao hơn. Đó, và cái việc này nó mang lại chung tất cả các cổ đông vào lại. Đấy, thì hiện nay thì cá nhân tôi cho rằng đấy là cái lợi thế của ngân hàng. Đó, thì năm vừa rồi ví dụ như là bên VPBank họ cũng đã làm được điều đấy với cả tập đoàn Sumitomo, họ mang lại giá trị rất tốt cho cộng đồng. Đấy thì Tết Công Bằng cũng đang tìm kiếm cái cơ hội của mình. Đấy, thì còn lại thì cái mong muốn hiện tại thì các anh chị cũng thấy là phần của Tết Công Bằng đang nói đến cái câu chuyện là năm 2025 thì chúng ta sẽ đặt cái kỳ vọng đấy là đạt được cái mức kép là 20 tỷ. Đó, thì còn lại thì Kinsmet cũng mong muốn là cái mức kép là 5 tỷ đô. Thì những cái số đấy nó thực tế, so với quý vị nó rất là thực tế, nó rất phụ thuộc vào cái khả năng phát triển của tổ chức đấy và cái vấn đề về thị trường đấy. Thì các anh chị cũng biết là trong những cái giai đoạn năm 2017-2018 thì khi mà đầu 2017 giá trị Tết Công Bằng thị trường chỉ có 5 triệu, nhưng mà khi IPO năm đấy năm 2018 là giá trị của IPO Tết Công Bằng 5 tỷ đô. Đấy, thì cái này rất phụ thuộc vào thị trường. Thế nhưng mà chúng ta tin vào những cái giá trị mà hiện tại Tết Công Bằng đang có được. Về cái câu chuyện mà 49% cái này thì chắc là nó thuộc về bộ ngân hàng nhà nước thật là có quy định, thì nó chỉ liên quan đến cái cả những cái tổ chức và tham gia quá trình tái cơ cấu thôi. Đấy, thì cái này là quy định của pháp luật của ngân hàng nhà nước. Thì còn lại một cái câu hỏi nữa là về cái sản phẩm tự động sinh lời. Cái này anh Yên Linh cũng chưa trả lời, nhưng mà cái này thì nó cũng để các quý vị hiểu đấy là cái sản phẩm này là một cái sản phẩm tiếp tục mang tối ưu những cái lợi nhuận để ngắn hạn cho khách hàng thông qua những cái giúp khách hàng đầu tư vào những cái asset mới. Thế đâm ra nên là cái này nó hoàn toàn đối với khách hàng là rất là an toàn, nhưng mà cũng không có tăng thêm vốn về cái chi phí vốn của mặt. Thì đây là một cái lợi ích cho khách hàng. Cái cuối cùng ấy thì có một cái câu hỏi là liên quan đến ấy là cái phần bán cổ đông ở nước ngoài thôi, tôi nói đây thì Tết Công Bằng cũng đang tìm kiếm những cơ hội như vậy. Và tôi tin rằng là khi mà thị trường quay trở lại thì có thể giúp cho cái việc mà chúng ta tìm kiếm những cơ hội đấy tốt hơn và mang lại giá trị cho cổ đông, trong đó có cả phần của Tết Công Bằng và ICB. Đó, thì đây là hai cái cơ hội rất lớn của Tết Công Bằng đang có.
Thế còn có một cái câu hỏi ngoài lề một chút là cái lợi nhuận của cái công văn thực ra đến ngân hàng 24 sắp tới thì các quý vị sẽ có được cái đi thông báo chính thức từ ngân hàng. Đấy, nhưng mà tôi chỉ có xin chia sẻ là hiện nay thì cái việc kinh doanh công văn chúng ta cũng là theo đúng kế hoạch. Đó, và cái lợi nhuận của quý một ấy cũng rất tốt và chắc chắn là nó vượt so với kế hoạch mà chúng ta vừa đưa ra. Đó, và chúng tôi cũng rất hy vọng là với những cái kế hoạch chúng ta đưa ra cũng rất là gọi là thận trọng cho phù hợp với thị trường năm nay. Thế nhưng mà như tổng thống có nói là chúng tôi hoàn toàn tin rằng năm nay chúng ta sẽ cố gắng đạt được những kế hoạch đưa ra đây. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn cái phần thảo luận của các quý vị. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần về bỏ phiếu. Chúng tôi xin phép đầu tôi trả lời một câu hỏi khách hàng. Quý cổ đông có nói là UPAC LNC là nó xấu đó. Thì xin phép được lý chính lại này. UPAC LNC là một dịch vụ tín dụng, thư tín dụng trả chậm. Khách hàng mua bán thì là mình khỏi họ quyền trả chậm. Nhưng người bán thì nhận thay bán ngay. Bản chất ấy, thì hiện tại ngân hàng nhà nước chưa có hướng dẫn. Tuy nhiên UPAC LNC nó là một dịch vụ cấp tín dụng. Vì chưa có hướng dẫn hành quán cho nên hiện tại là đang hành quán tài sản khác. Vâng, báo cáo các quý vị cổ đông thì như anh Minh vừa giải thích thì thứ ba thì là một dịch vụ tín dụng mà nó được hoàn toàn trong những chuyên đề 6 tháng và chúng ta nói tất cả các nước trên thế giới họ đều áp dụng cái này. Ở Việt Nam thì hiện nay ngân hàng nước chưa có cái hướng dẫn hay có cái toán đầy đủ liên quan đến cái thứ ba này. Tuy nhiên thì tất cả các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng đều đang áp dụng Galaxy và đều hạch toán vào ngân hàng nước chưa có hướng dẫn về hạch toán này vào phần dư nợ tín dụng. Thì tất cả các ngân hàng trên hệ thống ngân hàng Việt Nam đều hạch toán vào các cái là sẽ có khác như là các chị cũng đã có câu hỏi. Và cái thứ hai đó là gì là trong cái luật tổ chức mới thì ngân hàng nước hiện nay đang chuẩn bị dự thảo các quy định và trên sau hành quy định đấy là hướng dẫn hạch toán liên quan đến nghiệp vụ FC. Thì trước đây nghiệp vụ FC nó là tổ chức cũ là được quy vào cái hình thức một sản phẩm thanh toán và trong luật tổ chức mới vừa được ban hành vừa được phê duyệt cũng có phê duyệt được 17 thì cái FC sẽ được vào nghiệp vụ của tổ chức tín dụng và cái này nó sẽ khác nhau liên quan đến vấn đề về thuế VAT như các chị cũng đã báo chí cũng thêm trong một thời gian qua. Thế và sau hành về đấy thì ngân hàng nước sẽ có hướng dẫn cụ thể hạch toán. Và một lần nữa khẳng định thì liên minh cũng đã báo cáo với quý vị đông đây là văn bản là thanh toán thông thường, nó không có liên quan đến vấn đề nợ xấu và không có liên quan đến vấn đề là để tách ra khỏi cái dư nợ hay tách ra khỏi vấn đề nợ xấu như của quý vị đông có thể là chưa rõ nên câu hỏi có thể có vấn đề nhiều một chút xíu xin phép để làm rõ thêm một chút xíu để được quý vị đông cùng lắng đi đọc và trình. Xin cảm ơn ạ. Vâng, và vừa rồi là toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của ngân hàng Techcombank. Quan điểm của anh chị về kết quả kinh doanh 2023, định hướng 2024 và những cái câu trả lời của ban lãnh đạo như thế nào? Xin anh chị hãy comment ngay ở dưới video này để chúng tôi cùng được biết nhé.